Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Bạn ơi đừng, bạn ơi đừng bạn ơi, nó còn sử máu thế à, đừng bạn ơi. Nó giết bên này. Đừng bạn ơi. Biết rồi bạn ơi. Đừng bạn ơi. Ui. Ok đây. Nãy giờ bạn toàn ai vậy? Sao cậu không rút súng Ska ra bạn? Mình bán Ska không ngon lắm, mình chơi súng ăn mini bạn ạ. Ê kinh rồi. Tố qua đây nè cậu. Sao? Cà lê của cậu qua kênh mình nè. Ồ, thế bên mình đứa nào quản lý? Đậu xanh. Cả lời. Bên mình no quản lý nha em ạ. Ồ, huy hiệu thợ săn của mình đây rồi nha em ơi. Nó lại ngon nghẻ quá nhỉ các bạn ơi. Đổi qua tạm M60 nha anh em. Đây câu nào các bạn ơi. À, có cái trang bị gì thì kẹo sẽ trang bị luôn nhé. Đây ông ơi chờ tí. Với đạn shotgun anh em ạ. Khỏi cần chơi đạn shotgun nhá. Ok đây. Xe. Từ đây tôi có đây rút xác thêm cái đã. À, thì có xác đâu, có thêm túi máu này, ngon. Có thêm túi máu là ngon rồi. Tay súng 2. Ok các bạn. Ơ, mình nhìn thấy nó trước mà, bạn lại sao vậy? Bạn lại đùa mình nhỉ? À. Không phải ai nhìn thấy trước mà là ai nhận được trước thôi. Sao? Mình nhận được trước mà. Thế sao hả? Bạn lại nói như vậy? Ừ, đúng rồi mà. Ồ, xỉ máu ồ. Anh ấy cố lấy nút bạc nha. Ôi các bạn động viên bạn bè mình. Lát quá anh ơi á. Ơ em kiểm tra lại giúp anh coi, anh thấy chất lượng ok mà em. Đâu có lát đâu em ơi. Chất lượng nó phải gọi là cứ là ok nha anh em. Anh giết em, anh có giết em đâu. Em lại sợ lìn rồi. Đây còn anh em ơi. Trên này thì kẹo chưa có thấy ai cả đấy anh em ơi. Wow. Hello, đâu cả rồi. À đây bạn ơi, xuống điện này. Chỗ này friend ơi. Chỗ này bạn ơi. Được rồi. Ui cái đậu xanh này. Ok lên bảng điểm số nha em. Ui có người à? Trước mặt. Có người hả bạn ơi? Ê bạn ơi, chỗ này có người này. Chỗ này có người bạn ơi. Bạn ơi. Chỗ này có người này. Không phải chỗ này cơ mà, đây này. Chỗ thùng rác này ông ơi. Sao bạn không nghe vậy? Ở gần có người thì thùng rác ở bên này cơ mà. Đậu xanh ông chơi ngáo vãi trưởng. Đâu rồi? Mau nó, đây. Ôi nó bị chết. Thế để mình bắn cho. Chết rồi. Mình bắn cho thôi, bên này cơ mà. Bên này cơ mà bạn ơi. Okay. Đã bảo ngồi ngay thùng rác ông lại không tin cơ. Mình thấy một thằng vừa chết thôi. Chịu chết với friend anh em ạ. Đồng đội như quần què. Nhà gỗ. Sao? Nhà gỗ ok, chờ tí, đang quần máu cơ đã. Bảo bạn có đây bạn không qua là mình bị gục ngã. Ok anh em ơi, kẹo sẽ quần máu cơ đã nha. Anh dùng điện thoại Xiaomi Black Shark 2 nha em. Yes. Ôi, có người qua ở đây. Ê trên. Từ bạn ơi, đã rút đồ cái bạn ơi. Chuẩn bị có một đứa chạy qua này. Nổ xe rồi nhá em ơi. Hey friend này, xây nó. Xây nó, hai đứa bạn ơi. Hai đứa bên này này hôn như vậy. Xây nó, ui. Căng máy trưởng vậy. Chạy vào xây nó này. Biết rồi, xây đi bạn ơi. Cứu mình, dựng băng keo. Ok, đây cứu phát, thank you. Má cẳng thế. Ê, cứu bạn ơi. Chưa cứu luôn à? Chưa. Phối hợp phải gọi là best ăn ý các bạn ạ. Đây rồi mà có đá ông ơi. Hai team ông. Tôi nói thật là thằng nhà gỗ. Đây tôi với ông cứ quần mà có đá. Đây cắn trộm hơi lâu rồi đấy. Nhà gỗ nào ông ơi? Nhà gỗ hướng SMKM ấy. Nhà gỗ một cửa lên SMKM à? Ok đây. Tí chạy qua xử nó. Cắn trộm hơi lâu rồi đấy bạn ạ. Hết bóng keo rồi đấy. Hết bóng keo rồi. Ok đang quần máu phun cái đá. Thế chạy xe qua bạn đây. Chạy xe qua cho nó lên bản thôi. Đây friend. Ui, bạn chạy qua nhanh vậy. Mới đây cơ mà. Hình như chạy nhanh vãi chửi nhờ. Lên luôn nhá. Đây bạn. Cắn trộm hơi lâu rồi đấy em ơi. Nó chạy mất tiêu rồi ông ơi.
Ôi, có mỗi MP40 mà kẹo lút nhanh nhỉ? À đâu? Thôi nhìn lút nhanh thật anh em ạ. Ê, trả MP40. Ê. No. Oh, chip money. Chip money. Friend is a chip money. Not chip money. Chip money. À, bạn có nhớ đầu trận mình cứu bạn không? À, tình nghĩa anh em kết thúc. À, sorry cậu. À, có qua có lại mình cứu bạn, bạn cứu mình. Có gì đâu mà ông lại. Lên trên nhà là đi sữa. Bên này á? Mình vẫn lốt được một thằng trên này. Flash lên này. Ui, có người, có người. Có người ở đâu? Đâu friend này? À, bạn chơi càng thế mình chịu rồi. Thế nói gì nữa? Thế nói được gì nữa các bạn ơi? Đây có rồi, khỏi cần. Cảm ơn lòng tốt của friend. À, ý bạn là sao? Ý bạn là bạn nhắn cái gì? Cậu có thể vứt cái khẩu mơ người đến này, nhặt cho mình vui mà. No, no vứt. Đây còn giả vờ nữa cả, no giả vờ nhá. Ok anh em, còn lại có 11 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi, anh em ơi lấy câu. Ê, thỉnh, thỉnh, thỉnh. Thỉnh nhá, đi luôn. Đi thôi. Hà Nguyễn, anh chơi giỏi thế. Ui, anh chơi gà mà em. Lấy câu bạn ơi, chạy nhanh, chạy nhanh. Đang trong mùa lên G bạn ơi. Luôn, 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 luôn đây. Chạy qua thôi, ui, thì ngay phía trên này. Ok, team 2 mà. Rút đầu ông ơi, qua đây, qua đây. Mình chơi team 2 mà ngại gì, kiểu đây là loot thôi. Đang red zone kìa. Chờ nó qua cái vụ này gờ cái đã. Ngồi trong này. Ngồi Trang ở Huyền. Trong thì việc gì đâu bạn ơi. Anh bắn AK đi anh. Nãy giờ anh có nhận được AK đâu. Lần này tốt ngay. Cho bom nó nổ xong cái đã anh em ơi, ok. Ui. Của bạn đây đã xong đâu. Đã xong đâu ông ơi. Hô Nhi, kiểu. Đứng dậy đi bạn ơi. Đứng dậy đi. Không cần đâu, không cần đâu. Ông đứng ở dưới này, đứng ở dưới, đứng ở dưới. Đúng rồi, đứng yên đấy. Dưới không lên được. Tôi lên được. Nhảy lút đồ được mà. Lút được. Để lút qua cái khẩu phóng lựu. Chờ tí. Lút được bạn này. Thì nó cho hai viên vào răng cửa thì lúc đấy mà hết lút. Ê bạn này, có người, có người, có người. Đấy, tôi biết mà. Có người chỗ ngay chỗ cấp treo ấy. Đang chạy lên này. À, thấy phóng liệu nhé. Lấy con này anh em ơi. Chạy qua thằng bạn ơi. Nó chạy bên trái rồi. Đây bạn, đây bạn. Nó vào nhà này bạn ơi. Chắc để mình coi xem nó chỗ nào. Hay là lên từng dịch cả. À. Chạy thẳng à? Chạy thẳng thì phải bạn ạ. Đây rồi, đây rồi. Lên bản điểm số nhà em. Nó gà tí bắp vào cầu, sao cậu làm thế? Ơ, thử kệ đi bạn ơi. Bây giờ cuộc sống nó khó khăn cả mà kêu nó luôn chứ ông. Không có gạ team up gì cả mà đây. Liêm sỉ. À, cậu mất hết liêm sỉ rồi. Mình có gì đâu. Mình sao bạn lại nói mình như vậy? Từ mình đổi qua MP10 cái đã. Ai mắc là nó chạy qua chỗ mình làm gì là mình lại kêu nó thôi. Ok rồi. Ở lúc nãy là kẻ vứt mất tiêu, kẻ ông ngắm 1x rồi anh em ơi, kẻ vứt mất rồi. Hello các bạn. Nên à, bây giờ đành phải chơi tạm ống ngắm hết ít nha anh em. Sao anh không chơi cùng sát thủ là Z? Cơ bản là sát thủ là Z đang có chơi cùng bạn anh đâu. Nó thích chơi solo anh em ạ, không biết là team kiểu gì nữa. Các bạn vào khỏi. Ok các bạn ơi, qua bên này coi. Tại sao không thích chơi cùng hai anh em? Nó thích chơi solo. Ui, các bạn ơi, có người này. Có người này friend ơi. Chỗ nào đây? Đây à? Mày lên bản điểm số nha em ơi. Thằng này. Lên bản điểm số nha em ơi. Mà chạy đi em ơi. Ui. Dựng full mob keo này, chạy đi em ơi. Team mình có hai đứa cơ mà, một đứa sao ăn nổi. Đậu say này, dựng mob keo tưởng thế là hay à? Tưởng thế là hay. Cứ tưởng là 1 cân 2 được cả, 1 cân 2 không có dễ đâu nha bạn ơi. Tố tố, đừng bao giờ để kẹo cầm mờ bởi chi. Nó cầm nó KS với em ạ. Ơ, mình vứt mờ 79 rồi, bạn đừng nói mình thế như vậy. Đừng, tình nghĩa anh em kết thúc bây giờ có giảm thanh này bạn ơi, lượm đi bạn. Ok, cậu trang bị chưa đây? À, mình trang bị từ nãy giờ bạn, lại nghĩ gì đây? Okay. Chúng ta okay. Chơi đua mà làm gì phải chơi squad đâu mà không trang bị. Ok. Mình hiểu sai tốt của cậu rồi, sorry cậu. Let's go nào các bạn ơi. Anh chơi gà mà em.
Anh chơi hay quá, ok thay ngang nhá. Ê tôi chẳng có quả bóng keo nào ông ạ, nghèo khó vãi chưa. Năm có ông cho vài quả nào, đây vứt đây vài quả bạn ơi. Vứt vài quả bóng keo bạn ơi. Thank you. Được chưa? Ok rồi. Ok rồi thì let's go. Ê, đây chỉ qua thỉnh sống ơi ông ạ. À bóng keo à. Cổng chai, cổng chai. Ôi, chúng nó lại kêu nhau này, có vẻ hơi cao không ạ? Có vẻ hơi cao không ơi? Chúng nó chưa phóng lựu với nhau xong rồi. Nó lại hướng của Vexon. Gắt quá nhỉ. Liệu mà anh em, ui ui. Câu phóng lựu các kiểu này. Đậu xanh này, câu lựu này. Này câu lựu này. Quá ghê vậy. Luôn. Câu lựu này, ghê vậy. Ok nhá. Tôi vừa móc được một đứa ở phía sau không ạ? Ui bắn nhau ác liệt thế nhỉ? Xong rồi bạn ơi. Thế là xong rồi. Ngon. Hết rồi bạn ơi, còn ai đâu? Vâng, như vậy là chỉ còn lại có... Ui ui, đậu xanh vẫn đang còn người cơ. Thế còn lại có một team nữa thôi ông ơi đây. Trang bị đồng 3 thôi bạn ơi. Một team nữa trang bị đồng 3 là vừa rồi. Sắp top 1 rồi nha mọi người ơi. Sắp top 1 rồi nha các bạn ơi. Cái nốt team nữa là top 1 rồi. Từ ngoài để tôi cút... À đâu? Để tôi bơm phun máu cái đã. Không biết các bạn được nghỉ hè hết rồi, chắc được. Nghỉ hè hết rồi, tầm nay anh em được tôi nghỉ hè. Ôi vậy, nghỉ hè hết rồi, ngoại trừ là những cái bạn mà chuẩn bị là 9 lên 10 này hoặc là 12 lên đại học này đấy. Thì anh em sẽ phải ôn thi thôi, còn lại anh em được nghỉ hết rồi mà. Quyên, Nguyễn, Dũng, Ly mà không chịu chào ai cả. Ok, chào Quyên nhá. Comment này nói anh em ơi. Các bạn là mình đang chơi. Đây, khỏi cần thính luôn ông ạ. Cần gì lượm đâu. Sorry bạn ơi. Sup friend. Oh baby. Oh doctor. Oh, qua phía này coi. No one. Không muốn ai bạn ơi. Bên này cũng no one. Chưa thấy ai cả anh em ơi. Nghe đâu là bạn 6 kill rồi đúng không? Nghe đâu là bạn 8 kill rồi đúng không? Đâu, vớ vẩn, mình 5 kill, bạn lại nói linh tinh rồi. Thế cậu vớ vẩn, mình có 4 kill. Vớ vẩn, ông tin là tí nữa tôi lột mặt bộ mặt vớ vẩn của Huy Nhi không? Hả? Bạn nói 4 kill đúng không? Bây giờ mình đếm nhá. Xem tí bạn mấy kill nào. Xem tí bạn mấy kill nào. Gì đây? Có cái gì đâu. Bạn chơi thôi bạn ơi. Mình bắn vào cái bộ công cụ thôi mà. Hộp thông tin bạn ơi. Thế là xe đi sang bạn nào. Người anh em. Ở đây chúng ta không làm. Đi xe đây bạn ơi. Ok. Let's go này anh em ơi. Bây giờ là còn lại hai đứa nữa thôi nhá. Chứ là hai đứa còn lại cùng một team với nhau thôi. Kill nốt hai đứa là top 1 rồi anh em ơi. À đây rồi bạn ơi. Hey, một đứa này. Ui chạy được cả. Ui ui chạy nhanh vậy. Ui chạy nhanh vậy. Ui chạy nhanh vậy, easy anh em ạ, nó nốc luôn rồi này. Cứ lên nó. Lên bảng điểm số nha. Lên bảng điểm số nha em. Đi bạn ơi, ui phía trên xe nó bạn ơi. Xe nó bạn ơi, xe nó bạn ơi. Yes, top 1 easy không ạ? Quẩy nào friend. Quẩy thôi cậu. Sời, quẩy thôi. Quẩy thôi friend ơi. Wow. Ok các bạn, ui. Ao ra ngoài sảnh chờ rồi vẫn bị trắng màn hình này. À bạn thấy chưa? Nãy mà bảo 4 kill đúng không? Sao bây giờ bạn 7 kill mà bạn ăn có 1 kill. À, rẻ tiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.